Chào các bạn, trong clip này tôi nói về vận thế vận mệnh của người tuổi Ngọ trong năm 2022. Rất nhiều bạn cũng nóng lòng bảo tôi làm gấp các tuổi cho các bạn. Tuy nhiên là do thời gian có hạn cũng như là xa Tết nên là tôi cũng chỉ phát tuần tự từng tuổi được thôi. Và hôm nay thì chúng ta cũng đã đến tuổi Ngọ rồi. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm mới 2022 này khá khởi sắc, có nhiều công việc tiến triển thuận lợi và bản thân cái người làm công ăn lương cũng có nhiều cái cơ hội phát huy cái năng lực bản thân cũng như là tăng lương tăng thưởng. Thuận lợi về mặt sự nghiệp là như vậy, tuy nhiên là năm nay người tuổi Ngọ thì bị người âm phá nên là tâm tư có chiều hướng suy nghĩ không tích cực, dễ hoài nghi những người xung quanh và thích ngồi trầm ngâm suy tư một mình, từ đó dẫn ra nhiều những cái hành động nó không thuận lợi, không chính xác, từ đó trong công việc, trong cuộc sống dễ xảy ra những tranh chấp, tranh cãi, thậm chí là bị kiện tụng. Cụ thể trong tháng nào thì các bạn chú ý xem phần sau thì tôi có phân tích cụ thể. Nên là trong năm nay của người tuổi Ngọ thì có tốt có xấu, tốt xấu lẫn lộn, sự nghiệp thì cũng thuận lợi, tuy nhiên là cũng có những cái tranh chấp đấy. Về mặt tài vận thì người tuổi Ngọ trong năm 2022 này có tài vận khá tốt, cộng thêm cái ý chí phấn đấu cũng như tính cách của người tuổi Ngọ nên là họ có nhiều những cái cơ hội gặt hái những cái thành công nên là tiền tài khá khởi sắc. Đặc biệt là người tuổi Ngọ trong năm mới 2022 này họ có những cái đường hướng phát triển ở những nơi xa, những ở tỉnh mới hoặc là ở nước ngoài khá thuận lợi. Về mặt thiên tài, tức là những cái tiền tài ngoài lương, các bạn lưu ý thiên tài ở đây không phải là tài năng mà là xét về mặt tứ trụ học, số mệnh học thì đấy là tiền tài ngoài lương, những cái thu nhập bên ngoài thì cũng khá khởi sắc, dễ có hoành tài hay là hoạnh tài. Đấy, ai mà tra cái thước thầy của tôi, các bạn thấy có cung hoành tài có nghĩa là tài lộc bất ngờ. Và cái người tuổi Ngọ, người nào năm nay đầu óc càng tỉnh táo thì cái gặt hái của họ càng nhiều. Về mặt tình cảm thì do cái công việc và sự nghiệp nó khá tiến triển nên là phần lớn người tuổi Ngọ trong năm 22 này họ dồn hết sức vào công việc nên là bỏ qua cái chuyện tình cảm, làm cho cái chuyện tình duyên không được thuận lợi và suôn sẻ cho lắm. Đặc biệt là những người mà chưa kết hôn ở tuổi Ngọ thì năm nay không có tiến triển, và kể cả có làm quen với đối tượng mới hoặc là những bạn đang yêu, có người yêu rồi thì làm một năm nó không khởi sắc về mặt tình cảm, vẫn dậm chân tại chỗ. Người mà muốn tiến tới hôn nhân cũng không thấy nó có tiến triển, không thấy có cửa sáng. Như tôi đã nói ở cái phần tình hình chung thì năm nay là người tuổi Ngọ nếu làm công chức thì cũng dễ có cơ hội thăng tiến, có cơ hội tăng lương, tăng thưởng, sự nghiệp nói chung là thuận lợi, và những cái người làm kinh doanh thì cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, cũng phải tuy nhiên là các bạn phải hết sức lưu tâm, vì tôi đã nói là các bạn bị người âm phá. Âm ở đây các bạn có thể hiểu theo hai nghĩa, một là theo ý nghĩa tâm linh, cái thứ hai là những cái người gọi là tiểu nhân không ra mặt thì cũng là ở cái lực lượng âm, đúng không? Nên là người ta phá hoặc là người ta làm cho cái công việc của bạn nó cũng có cái xáo trộn, đặc biệt là về mặt giấy tờ số liệu. Nên là năm nay khi các bạn làm cái gì liên quan đến hợp đồng, đến hồ sơ, đến giấy tờ, đến con số, các bạn hết sức lưu tâm vì rất dễ nhầm lẫn và rất dễ dẫn đến kiện tụng, tranh chấp. Về mặt tình cảm thì do cái công việc và sự nghiệp nó khá tiến triển nên là phần lớn người tuổi Ngọ trong năm 22 này họ dồn hết sức
vào công việc nên là bỏ qua cái chuyện tình cảm, làm cho cái chuyện tình duyên không được thuận lợi và suôn sẻ cho lắm. Đặc biệt là những người mà chưa kết hôn ở tuổi ngọ thì năm nay không có tiến triển, và kể cả có làm quen với đối tượng mới hoặc là những bạn đang yêu có người yêu rồi thì là một năm nó không khởi sắc về mặt tình cảm, vẫn dậm chân tại chỗ. Người mà muốn tiến tới hôn nhân cũng không thấy nó có tiến triển, không thấy cửa sáng. Với người tuổi ngọ đã kết hôn thì do họ quá tập trung vào công việc nên là bỏ qua đối phương. Tôi hay gọi đối phương vì nó là cái từ chung cho vợ hoặc chồng. Thì do tập trung vào công việc mà mình bỏ qua người ta nên là dễ làm cho cái tình cảm nó bị rạn nứt hoặc là đi vào bế tắc. Nên là người tuổi ngọ mà đã kết hôn thì phải để ý hơn về cái mặt này. Về mặt sức khỏe thì như tôi có nói ngay từ đầu là do bị người âm phá nên là họ, người tuổi ngọ năm nay có một cái tâm tư, tâm trạng khá là u uất và không thoải mái. Bản thân điều này cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Nên là người tuổi ngọ là phải đặc biệt để ý đến trạng thái tinh thần của mình, làm sao để cho mình thư giãn được thoải mái nhất, đầu óc luôn luôn được nghỉ ngơi và đỡ nghĩ ngợi lung tung. Tại vì năm nay là vừa bị uất lại vừa hay nghĩ ngợi một mình. Vì những cái tác động tiêu cực về tâm sinh lý như vậy nên là người tuổi ngọ dễ uất, trầm cảm, stress, sức khỏe bị ảnh hưởng chủ yếu về mặt tinh thần. Nên là các bạn tuổi ngọ trong năm 22 này là nên lưu ý nghỉ ngơi thoải mái, có thể đi dã ngoại tập thể dục thể thao hoặc đi chơi một chuyến cho đầu óc thoải mái. Và đặc biệt là người tuổi ngọ mà hay phải lái xe năm nay thì hết sức lưu tâm hơn, đến vì trên đường dễ có sự cố, dễ những có cái chuyện bất ngờ là mình giật mình. Vừa rồi là tôi chia sẻ những cái vận thế và tình hình chung của người tuổi ngọ trong hai năm 2022. Và bây giờ đi vào từng tháng cụ thể thì tôi sẽ xuống xe vừa đi vừa nói chuyện tiếp, vì bây giờ là tôi chạy đi lấy cái sách văn khấn cho các bạn để kịp chuyện trước Tết, nên là các bạn thông cảm một chút là nói chuyện nó không ngồi bàn lịch sự như thế này được, mà tôi sẽ lái xe tôi nói chuyện tiếp với các bạn. Đi vào vận thế từng tháng thì trong tháng 1 thì tài chính của người tuổi ngọ cơ bản là thuận lợi và khởi sắc. Tuy nhiên là trong tháng này thì hạn chế đầu tư mạo hiểm, những cái việc gì mà các bạn thấy rủi ro lớn hoặc là những cái đầu cơ đầu tư lớn thì các bạn hạn chế vì nó sẽ không thuận trong tháng này. Đặc biệt là tuổi ngọ sinh năm 54 thì cần lưu ý đến các mối quan hệ, vì trong tháng này là các mối quan hệ dễ bị rạn nứt, chia tách. Còn người tuổi ngọ 90 thì lưu ý trong cái chi tiêu dễ bị chi quá đà trong tháng này. Sang tháng 2 thì người tuổi ngọ dễ có những trục trặc trong các mối quan hệ rạn nứt, kể cả trong công việc giữa các cái đồng nghiệp với nhau thì có những cái bất lợi, nó không thực sự thuận lắm, nên là các bạn nên điều chỉnh tốt cái tâm thái, tâm thế cũng như là cách ứng xử của mình để bớt gây ra những cái xung đột thị phi. Đặc biệt là tuổi ngọ sinh năm 66 thì năm nay lại phạm vào đào hoa khá lớn. Người tuổi ngọ sinh năm 66 các bạn hết sức lưu tâm trong cái tháng 2 này. Vận thế tháng 3 của người tuổi ngọ thì bình thường không có gì khởi sắc, công việc bình bình, mọi thứ bình thường. Đặc biệt trong tháng này thì có
có những cái gì trong công việc học hành các bạn không hiểu cái gì thì nên hỏi luôn, thì nó mới gỡ được những cái nút thắt trong công việc cũng như học hành của mình. Nếu không thì nó sẽ làm cho cái công việc nó đang bình thường khó tiến triển, nó lại càng khó khăn, càng trắc trở hơn. Nên là không có gì thì thấy có vấn đề gì là các bạn phải hỏi luôn, phải xử lý và giải quyết luôn trong tháng này. Sang tháng 4 thì là tháng xấu nhất của người tuổi ngọ trong năm 2022. Thậm chí là tháng này có khi còn là tháng phá tài, rất xấu, xấu nhất đấy các bạn ấy. Nên là các bạn hết sức lưu ý, người tuổi ngọ trong tháng 4 này là phải quản lý tốt những hạng mục đầu tư kinh doanh, kiểm soát tốt chi tiêu và để ý kỹ đến các cái số liệu của mình, vì đây là tháng có nhiều rủi ro nhất của các bạn. Nên là nếu các bạn mà bảo lời khuyên ký hợp đồng tháng nào tốt thì các bạn tránh tháng này ra không tốt đâu. Rất nhiều bất lợi và rủi ro về mặt tài chính. Sang đến tháng 5 thì tài chính của người tuổi ngọ bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên là cái tâm tư và sức khỏe của họ cũng chưa thực sự ổn. Tức là như tôi nói là vẫn bị ảnh hưởng của năm trước, của tháng trước. Nên là tâm tư họ vẫn uất, vẫn trầm cảm, vẫn rất là ở trạng thái tiêu cực, nó chưa tích cực lắm. Nên là người tuổi ngọ trong cái tháng năm này nên tập trung giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi, không nên là quá lao tâm khổ tứ vào công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Tháng 6 là tháng tốt xấu lẫn lộn với người tuổi ngọ, nên là các bạn phải điều chỉnh tốt cái tâm thái của mình, thấy cái cơ hội tốt là phải nhào ra quyết liệt để nắm bắt lấy, và thấy cái gì xấu là phải hóa giải khẩn cấp. Như là với những cái người tuổi ngọ mà có sao hạn ấy, là các bạn nên hóa giải từ đầu năm. Đấy, hóa giải đầu năm đừng đến lúc là chờ ngày đẹp đến cuối năm có chuyện xấu mới hóa giải, lúc đấy là nó không kịp rồi, đúng không? Giống cái xe chúng ta đi xuống dốc là chúng ta phải phanh từ từ ngay từ đầu rồi, chứ không phải là thấy nó lao ầm ầm xuống dốc chúng ta mới phanh, thì có khi đứt phanh cháy phanh là phanh không kịp. Đấy, nên là thấy cái tốt là phải nắm bắt thật nhanh và thấy cái xấu là phải hóa giải rất là tích cực và triệt để kịp thời thì mới qua được những cái vận hạn, những rủi ro xấu trong tháng này. Đặc biệt là trong tháng này thì là người tuổi ngọ hạn chế cho vay mượn tiền bạc, vì tháng này các bạn cho vay mượn là hầu như là không đòi được luôn, hoặc là sẽ thành nợ khó đòi, 5-10 năm sau có khi không đòi được. Nên là các bạn hết sức thận trọng, kể cả cho đi hay là từ thiện, những cái khoản trong tháng này các bạn phải hạn chế, vì tiền tài đi tháng này là mất, là dễ mất luôn. Sang tháng 7 của người tuổi ngọ là một tháng khá khởi sắc, mọi thứ đi vào quỹ đạo, công việc khá thuận lợi, sự nghiệp cũng tiến triển. Nói chung là về mặt tài chính thì cả chính tài lẫn thiên tài đều khá là ok, không có gì phải ca thán nữa. Tháng này mà người tuổi ngọ nào mà kêu ca về mặt tài chính thì chắc là các bạn phải xem lại cái cách kiếm tiền của mình, hoặc là xem mình đã thích cái cung tài lộc chưa, chứ đây là tháng thuận lợi, khá thuận lợi mà lại không có thu nhập thì là rất thất vọng. Tuy nhiên là lại có một cái lưu ý về mặt sức khỏe trong cái tháng 7 này, các bạn phải hết sức lưu ý vì dễ có rủi ro bởi những vật sắc nhọn nhé các bạn, sắc nhọn như dao kéo hay là phẫu thuật. Nói chung là đi đường các bạn cũng phải lưu ý hơn, ví dụ là đi đường mà thấy cần cẩu nó trên cao thì các bạn phải nhanh chóng mà vượt qua. Nói chung thấy những cái gì liên quan đến sắt thép các bạn
hết sức cẩn thận, làm giao kéo nội trợ thì cũng vậy, cũng hết sức cảnh giác nha, vì đừng chủ quan bất cứ cái gì đó. Vì tháng này là cái thượng tháng có cái tượng đổ máu, tượng là hình tượng rất dễ đổ máu, nên ai cũng làm phẫu thuật thì cũng hết sức tránh sang tháng khác. Sang tháng 8 là một tháng cực kỳ bất lợi về chuyện tình cảm với người tuổi Ngọ, đặc biệt là những người chưa kết hôn. Đấy, người chưa kết hôn nhìn thì thấy khởi sắc, rất nhiều đối tượng, rất nhiều người khác giới phơi vây quanh mình, trông thì như đào hoa nhưng thực ra đây là đào hoa nát. Đào hoa nát có nghĩa là gì? Tức là rất nhiều đối tượng đấy, nhưng mà những đối tượng đấy là không, đều không đi đến hôn nhân, mà họ lại gây phiền nhiễu, gây rắc rối, trục trặc cho những cái chuyện tình cảm của mình, liên lụy đến cuộc sống, ảnh hưởng đến công việc. Nói chung là nó vừa mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến tài chính tiền bạc, mà nó chả đi đến đâu cả. Đấy là người ta gọi là đào hoa nát, tức là đào hoa nát, đào hoa rác, nó tạp nham, hổ lốn, mà nó không đi đến đâu cả. Nên là những người tuổi Ngọ mà chưa kết hôn thì cũng hết sức lưu tâm và cảnh giác, tránh xa cho đỡ nghịch người. Trông thì cứ tưởng là mùi ngon, thính tốt, nhưng mà chả đi đến đâu cả các bạn. Sang tháng 9 thì người tuổi Ngọ vẫn có những cái khởi sắc nhất định và thu nhập tốt, thậm chí là tháng này là còn có quý nhân phù trợ, nên là công việc cũng như là cuộc sống nó cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên là các bạn trong tháng này thì lại hạn chế đầu tư vào những cái thứ rủi ro, cổ phiếu, chứng khoán các kiểu, vì tháng này bất lợi với các bạn, nên là các bạn đầu tư là dễ mất, đôi khi là nhảy vào ôm đu đỉnh, nhưng mà là đến lúc mình nhảy vào ôm nó lại tụt xuống dốc không phanh, nên là hạn chế trong tháng này. Sang tháng 10 thì tài chính, sự nghiệp của người tuổi Ngọ vẫn khởi sắc và khá thuận lợi. Tuy nhiên là có một điều lưu ý với người tuổi Ngọ sinh năm 54 là tháng này rất dễ bị tổn thương. Tổn thương ở đây không phải về tâm lý tinh thần, mà về mặt sức khỏe, có nghĩa là đi đứng đi lại hết sức lưu tâm hơn, dễ bị ngã bất ngờ hoặc là bị cái xe cộ nó va phải, nên là cần lưu tâm hơn. Sang tháng 11 với người tuổi Ngọ thì có nhiều bấp bênh không thuận lợi và vừa ý trong cả mặt tài chính lẫn gia đình, gia đạo bất an, dễ có những cái mâu thuẫn, nên là các bạn hết sức lưu tâm. Tháng 12 với người tuổi Ngọ thì mọi chuyện nó bình thường, tuy nhiên là bị ảnh hưởng của tháng 11 nên là cũng vẫn dễ có những cái bất đồng, bất hòa, tranh chấp với người thân hay là với đồng nghiệp, cộng sự, nên là tháng 12 này người tuổi Ngọ hết sức lưu tâm hơn. Nói chung là bớt ý kiến, bớt mồm, bớt miệng. Nói chung có những cái việc mà bạn thấy trong công việc của mình hoặc là trong cuộc sống của mình có thể không vừa ý, không hài lòng lắm, thì các bạn cũng bớt bớt lại để cho bớt gây ra những cái tranh cãi nó không cần thiết, chả đâu vào đâu. Hy vọng thì qua những cái chia sẻ này thì các bạn người tuổi Ngọ trong năm 2022 cũng biết được những cái vận thế cũng như là tình hình chung hàng tháng để có những cái quyết định kịp thời, mang lại những cái cơ hội tốt hơn cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.